chuyến bay từ Ả Rập Xê Út chở theo 240 nữ lao động Việt, trong đó có 29 người được bốc từ trung tâm Sakan là văn phòng chuyên trợ giúp người lao động nước ngoài bị cơ nhỡ, đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn của Việt Nam chiều tối 3 tháng 9 vừa qua. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, các nữ lao động này được đưa đi cách ly. Đường dây viễn liên RFA đã nối mạng được với chị Đinh, người dân tộc Bena, quê ở Bình Định. Mừng lắm, không biết nói như thế nào luôn. Bây giờ đang cách ly ở Quảng Ninh. Khi về cách ly phải đóng tiền thuê với tiền là cách ly. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì trong tay chị không có một đồng luôn. Chị rất là lo. Bây giờ chị mong được về nhà, chứ không đi Ả Rập nữa đâu. Đi Ả Rập bị người ta đánh đập, người ta hành hại. Bây giờ cứ đau, cứ ốm thế này, không biết là như thế nào. Sợ lắm. Ở nhà chú bị nó đánh đấy. Bây giờ một bên mắt bên trái không có nhìn thấy, tai bên trái không nghe được nữa. Chị về đến Việt Nam rồi, tại đang cách ly ở quân đội Quảng Ninh. Hiện tại cái giấy họ thông báo đây là 3.900.000 mấy. Chị chưa có tiền nên chị cũng chưa nộp. Chắc chị không đi nữa bởi vì chị không được may mắn cho lắm nên chuyển chủ nhiều ấy, chuyển 4 chủ luôn ấy. Chủ đầu tiên con họ bị tàn tật, sang nhà chủ thứ hai thì một ngày được nghỉ có 4 tiếng thôi. Còn nhà chủ thứ ba thì nhàn hơn bởi vì nhà nhỏ. Nhà chủ thứ tư thì không kể được 12 giờ mới được đi nghỉ. Được 20 tháng xong chị hỏi lương, nó không trả lương cho chị, nó còn đánh chị. Chị bảo lại thì họ lại đưa chị ra văn phòng. Được một tháng chị có bỏ tiền 28.500.000, chị chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc của công ty chị. Lấy tiền đó mua vé cho chị ạ. Không có đồng nào luôn, may còn có người thân về thôi. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cho biết đây là những người đi lao động hợp pháp qua chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Công việc của họ là giúp việc nhà cho những gia đình người Ả Rập Xê Út với hợp đồng 2 năm. Hầu hết, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đã mãn hạn 2 năm nhưng chưa thể về nước và phải tạm trú ở trung tâm Sakan tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trung tâm Sakan là nơi tạm trú cho những người lao động, người ngoại quốc mà đến Ả Rập Xê Út lao động và bị nhỡ ngại thì vào đó. Chúng tôi được những người Tây Nguyên, bởi cô Hơ Thái Ayun là người Tây Nguyên. Cộng đồng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành của cô này gửi cho chúng tôi cái video clip ở trên Facebook mà tôi xem được, và lập tức qua đó chúng tôi liên lạc với cô Hơ Thái này. Và qua cô Hơ Thái thì chúng tôi lại kết nối, nói chuyện được với lại một số người đang ở trong cái trung tâm Saka. BPSOS đã lập hồ sơ từng phụ nữ chạy đến trung tâm Saka. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tiếp. Khi mà họ lên cầu cứu vào ngày 11 tháng 4 đó, thì chỉ có cái chi tiết là họ muốn chính phủ Việt Nam giúp họ để hồi hương, bởi vì họ đã kẹt ở bên Ả Rập Xê Út rất lâu rồi. Nhưng mà khi mà chúng tôi phỏng vấn họ thì bắt đầu tôi tìm hiểu xem tại sao họ lại phải ở trong cái trại đó, rồi họ ra khỏi nhà chủ trong hoàn cảnh nào vân vân, thì chúng tôi mới nhận diện ra được rằng có khá nhiều những người ở trong cái trại này là nạn nhân buôn người. Như vậy, trong số 240 người về Việt Nam hôm 3 tháng 9 thì có 29 người ở trung tâm Sakan mà BPSOS đã làm việc chặt chẽ với họ. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có nhiều lao động Việt hầu hết là nữ, đang làm cho chủ thì cũng được thu xếp cho về trong chuyến này. Khi mà chúng tôi biết được rằng có cái chuyến chuyên cơ chở cái đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 để đá tranh với lại đội tuyển của Ả Rập Xê Út trong cái vòng loại World Cup tại FIFA đó, thì chúng tôi mới nhân thể bắt đầu tư vận động theo cái đường dây chúng tôi vừa mới trình bày để mà yêu cầu Việt Nam đưa các chị em về. Thực sự ra có thể cả nghìn người đang cần về, nhưng mà rất tiếc là chỉ có chỗ cho 240 người thôi. Mà cũng có thể có nhiều nạn nhân khác ở trong số 240 người đó mà chúng tôi chưa hề liên lạc, chúng tôi không hề biết đến họ. Để kiểm chứng, RFA gọi cho những người còn lại trong trung tâm Sakan và đã gặp chị Gấm, quê ở Long An, qua Ả Rập Xê Út từ năm 2019. Lúc đi thì cũng lên công ty đó là Thành Đô, phường 14, quận Tân Bình, học tiếng Ả Rập. Nói chung là thầy dạy xong qua đây nói không ai hiểu. Mà mình đi xuất cảnh vào ngày 21 tháng 9 năm 2019. Tới sân bay Riyadh thì môi giới bên đây mới đưa mình vào nhà chủ. Do chủ đầu tiên thì mình không chịu theo ý ổng thì ổng đánh mình. Giờ mình ra công an lần đó, người ta cho mình về nước, nhưng mà do dịch đó, sân bay đóng cửa không về được. Thế là văn phòng môi giới đây nó mới bán mình vào văn phòng môi giới khác. Giờ văn phòng môi giới khác nó đưa mình vào nhà chủ khác. Nói chung là nó bán mình tùm lum người hết. Trải qua 4 chủ rồi, chủ nào cũng không tốt, còn là đánh chứ không trả lương. Trong thời gian làm tạm nhiêu thì văn phòng môi giới nó lấy tiền hết. Mình cũng không biết đồng bạc nào luôn nữa. Lúc chủ nó đánh, con chủ đánh nữa, cái mình canh nhà chủ ngủ. Mình chạy ra đường, vừa chạy vừa mất xe. Rồi có chiếc xe nó đậu lại. Thế là nó kêu
Người thứ hai, chị Hethai Ayun, dân tộc Ede ở Buôn Ma Thuột, bị nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh xếp vào diện đặc biệt vì đã tung lên Facebook một video clip cầu cứu. Em vào làm nhà chủ, tóm lại làm từ A đến Z luôn, ăn thì không đủ. Mỗi khi ốm đau, cả một tuần không ăn được gì, lấy tiền lương đưa cho bà chủ, bà mới đưa đi khám. Có tiền về công ty, môi giới của em toàn là nếu em mà đối chủ khác ấy, thì em phải làm lại từ đầu. Gần hết 2 năm, bà chủ nói ngày mai sẽ đi chết corona, 3 ngày sau sẽ về nước. Tháng 11 năm 2020, có một cô cảnh sát hay công an gì ấy lên đi ra sân bay, chờ mãi cho đến 9-10 giờ tối. Họ nói là không có máy bay để về, xong là bà chủ ra đón em về thêm 7 ngày nữa. Là em bảo bà muốn về văn phòng. Ngày 29 tháng 4 là ngày lễ Ramadan của họ, tất cả họ chuyển về văn phòng ở Riyadh này hết. Họ bao cơm ngày 3 bữa ăn chờ đi về nước. Em thấy tất cả các chị em vào đây đều bị nhà chủ hành hạ đánh đập, trốn ra nhà chủ, không có hành lý, không có tiền lương, không có cái gì trong tay. Chị em tập hợp làm một cái video lên mạng xã hội cầu cứu để có chuyến bay trở về nước. Từ đó VP SOS lấy hết thông tin của các chị em mà gặp khó khăn. Kể từ khi video lên mạng xã hội là 3 ngày sau đại sứ quán vào đây dọa. Ông Nguyễn Quốc Khánh làm bên quản lý lao động ngoài nước nói cái video cầu cứu của em nó có phần chống đối nhà nước Việt Nam. Chị Hethai Ayun không thể về nước hôm 3 tháng 9 là vì không có tiền đăng ký vé. Tuy nhiên, xong là trước 3 ngày về, tự nhiên văn phòng lại gọi em bảo là bạn không cần phải bỏ tiền, đại sứ quán mua vé cho về. Chị Hethai Ayun nói rằng chị cảm thấy ngần ngại sau đó nên đã xin văn phòng Kazan cho ở lại thêm một thời gian nữa.